OK, sẽ không có mà dương chưa mà nói video tiên và phim mới hai mà video tiên và phim mới nhất thì trong này dương bị đề về này cũng trích còn biết về miền sinh miền cố hay về miền tổ quan nắng và chịu xét chịu tu tới ní hay miền tịch đài có là tham mà dương ai chụp bàn tốt thì muốn nâng trở thành muốn nâng dương mơ video tiên phim mới nhất bữa nay mới video thì học hai trăm để tiếp tục đưa với nền cùng đã lên mà anh mơ tới mà anh bữa tham mình chốt nhưng anh mơ sai cho xa lang cô nếu chỉ dương toàn tại mơ bay vùng xa chứ cô dương ở lại mơ một ông trẻ hoa này cô cần chỉ thực ca dương xoay chỗ lớn ở văn trường nông trường ba OK, lời dương chung một đó là này và cái tha để về này anh cũng tới còn biết bạn miền sinh miền công chứ và OK chân dương anh lưng sao với từ prim để mà tại to sinh công mình dùng này để cho lo nữa và từ về ngoài đấy limit ekatero chúng ta nên để sang mình sẽ rối là hạt nó được gọi là tại hạt cơ tơ số này f này buộc hạt độ f này và nên là hạt đó chân dương f ấy dương cứ dương chia sinh x mà cho bớt sinh chia f này x buộc hạt cứ sma sinh này x buộc hạt đó cho nên dương ta sẽ chia limit ở cái tờ số này sinh lý này x bộc hát do nó sinh lý x và anh ấy lược hạt cho như bạn chia limit cái tờ số này sinh lý x cô hát do nó sinh lý hát bộ xong tục sinh lý hát cô ấy do sinh lý x và anh ấy lừa hàng chân như ai vậy tha khai chia limit ở hai cái trò số này dương chúng nuôi hai smart zone trâu lớn việc khai chia sinh lý x và con đường muối bộ đo sinh lý như cháu và bộ chúng nuôi sinh lý hai cầu x và lừa hàng chân lại nếu dương cặp cái này đi bán từ số này nó sang limit h cái tờ số này sinh h rồi được hả cho anh ấy cắt limit cho máu với muối cho mình chỉ cuội cho một hai đài đều về sinh ấy trên swan cô ấy cho sang một hai này ở trong này đi vĩnh trên những sinh viên thì chỉ gạch prim swan nâng cô ấy mà chúng nay chạy cố vinh phô được nha cứ dân khai thì chỉ đỏ sinh nhạc OK cứ dân còn là ở chỗ nó cũng nói cho cả sai lấy như chỗ một đó là đề rồi nè cùng tất cả miết nó chân dân trang mới y rạch mà nâng sinh nhạc như tình mà y rạch prim với sinh mạng của ấy và tay và sân chỉ y rạch smart cho mình cô ấy này smart cô ấy vĩnh
មានទីមានជារិចព្រីមស្មើនឹងដកស្នីអិចណាវាចាំចឹងប៉ុន្តែក៏វាមានគូវាមួយដែរអត់ថាអ៊ីរិចស្មើនឹងស្នីអុយអុយបណ្ដាបាទជាបានអ៊ីរិចព្រីមស្មើនឹងអុយព្រីមគុណនឹងគូអុយអ៊ីរិចស្មើនឹងគូអុយបានអ៊ីរិចព្រីមស្មើនឹងដកអុយព្រីមស្នីអុយចឹងយើងត្រូវដឹងថាកបរបស់យើងហ្នឹងគឺជាស្នីអុយហើយយើងជាស្នីអេក្រេដក3ចឹងយើងតាំងដែរយើងតាំងអុយគឺជាអេក្រេដក3ចឹងទីបានអុយព្រីមគឺស្មើនឹង 2x ចឹងទីបានអេក្រេព្រីមគឺស្មើនឹងអុយព្រីមកូអុយកូពីដាក់តែម្ដងកូនៃអេក្រេដក3ចំណែកខវិញអ៊ីក្រិចស្មើស្នីអិចដកអិចកូអិចបាទចេញទីបានអ៊ីក្រិចព្រីមបាទស្មើនឹងកូគូបបុកធម្មតានេះដកយើងដាក់វិញចូលមកណាចឹងនេះយើងបានជាអ៊ីក្រិចព្រីមគាត់ស្មើនឹងកូនៃអិចដកនឹងកូ x ដកនឹងស្នី x បាទនេះគុណជាមួយនឹង x បាទចេញទីមកជាកូ x ដកកូ x បូកជាមួយនឹងអាចតែត្រឡប់មកវិញមកបាទចេញទីមក x គុណនឹងស្នី x បាទចំពោះកូវិញ y ស្មើនឹងកូក្រៃ x បូកជាមួយនឹង x ស្នី x អញ្ចឹង y prime យើងត្រូវដឹងថានេះ oi square ណាបាទអញ្ចឹងវាជាពោះជារៀងបាត់ម៉ែនទីដែរអមថា oi square នឹងជា prime ស្មើម៉ានឹង n oi prime oi square ដល់មួយណាអូខេអញ្ចឹងគឺនេះវាខ្លាំងជា2 cos x លើកជា prime គុណនឹង cos x ក្រេ2ដល់មួយណាបូកជាមួយនឹងនេះវាខ្លាំងជា x prime គុណនឹង sin x បូកជាមួយនឹងស្នី x ព្រីមគុណនឹង x បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចសេតមកខ្លាចជាដក2ស្នី x គុណនឹង cos x បូកជាមួយនឹងស្នី x ព្រោះមិនចាំទេបូក x cos xមិនដឹងយើងសិក្សាខ្លះប៉ុណ្ណឹងព្រោះនេះគួរមកលំអិតទេព្រោះវាអស់កន្លែងនេះសិក្សាអញ្ចឹងវាបានឡើយនេះប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេដល់ឡើយនេះក៏បាទអ៊ីរីព្រីមស្មើនឹងដក 6x បាទនេះបូកជាមួយនឹង 2x គីបដក 1 លើជាព្រីមគុណកូ 2x គីបដក 1 នេះជឿខ្លាចជាដក 6x បូកនឹង 6x ក្រេកតានឹងកូអូពីអេគីបដក1អូខេខអ៊ីរិចព្រីមគឺស្មើនឹងអេក្រេព្រីមគុណនឹងកូ 3x ដកបូក1បូកនឹងអេក្រេគុណនឹងកូនៃ 3x បូក1ណាចឹងខ្លះជា 2x កតានឹងកូ 3x បូក1បូកនឹង x ក្រេកតានឹង 3x បូក1 prime
ta đi về miền độ một tiền mà độ sinh do sao mà ủa chắc như thế mà chỉ bị x ta nó bị x bộ muối nick này chỉ bấy x cái đỏ này chứ này chỉ bị x cô bảy x xung tổng hàng nghìn mình cô x lực x một cô bảy x bộ muối đỏ bảy x cà rế xin đi bảy x bộ muối ok cứ khả năng mà chúng ta mà chơi là lấy mà đi y mà xin đi x gì thì mà y mà cô x đỏ xin đi chúng ta là y xóa xin đi ôi thì mà nó prim cô ôi anh ấy là chế độ ôi prim xin đi chương lại đi dừng bạn chỉ có cứ y prim mà nâng lại cái độ bằng prim quân cố lại cái độ bằng là chương lại chỉ thì x quân cố cái độ bằng ok trong này kho này vẫn cứ y prim mà sma cho môn nâng độ nâng ôi prim quân nâng xin ok trên này lại nhé prim nên lại chỉ đồng với cái đỏ lòng xin đi này của người ấy tiếp đỏ lòng và đỏ ấy như quân chỗ lắm và đấy cái buộc lòng quân xin đi này của người ấy tiếp đỏ lòng ấy ok thưa phản nắng đây là một tiết và có miên y prim nhưng mà chia ôi prim với của chia nếu ekip một năm tí của anh trên tiêu là chia bởi ekip của anh đo nó sẽ và cùng chung mua năng ekip một pi cội và chúng ta dùng phần nắng khổ y prim nữa cứ mà năng đỏ này pram phần buồn đỏ mấy phần chung môi năng snip pram x phần buồn đỏ mấy buộc chung môi năng x prim phần snip px bộ cho mua năng x con năng snip px để chụp hình à. Trên này client chia độ hay x phần 7 cứ snip này x phần 4 độ 7 bộ cho mua năng snip px là bộ cho mua năng x chúng ta năng phí con năng cố px và bộ sinh px bộ đang px cô px ok từ những bạn có phần nào chân chụp nói chân cứ phần nào
ចឹងនៅសងហ៊ុនវឹកនេះហ៊ុនវឹកនេះគឺយើងចាំតែយើងគាត់នៅកញ្ញាតតាមទៅហើយចំណាយរូបមន្តអាគុហាសមីនេះមានថាអាសមីអុយនឹងជាព្រីមគឺខ្លះជាអុយព្រីមឬមួយដងអុយម្រេចបើសិនជាអាគុវិញណាគឺខ្លះជាដងអុយព្រីមលើឬមួយដងអុយម្រេចបាទវាគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទចឹងយើងចូលមកដល់បាទវិទ្យុក្រៅគឺយើងតកតងនឹងតង់សំឡងណាបាទអូខេយើងបានតកតងតង់សំអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទចំពោះដែលវិញ្ញាណគុំស្លីកុបបាទហើយវាដែលសំខាន់គឺពងទៅចាំនិយមជាទូទៅនេះបាទអូខេហើយតកតងនឹងព័ត៌មានសិក្សាគឺក៏មានព័ត៌មានសិក្សាមួយដែរតកតងនឹងការសិក្សាវិជ្ជាតាមអ៊ីនធឺណិតបាទបងប្អូនអាចរៀនបានជាមួយគ្រូតាមលក្ខណៈ conference បាទព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេរៀនពីចម្ងាយទេអញ្ចឹងជាការរៀនបែបដូចថា conference គ្នាទំនាក់ទំនងគ្នាបាទតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងនេះគ្រូមានសិស្សច្រើនណាស់នៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងបាទគ្រប់ខេត្តក្រុងហ្នឹងមានអីក៏រៀនក៏បានច្រើនគ្នាដែរបាទហើយពេលដែលបងប្អូនចូលឈ្មោះចូលរៀនគូនឹងផ្ដល់នៅកម្មវិធីផ្ដល់អីចឹងទៅឲ្យទាំងអស់បាទហើយមានឯកសារជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយយើងនៅផ្ទះក៏អាចរៀនបានដែរមានន័យថាវាអត់អីពិបាកស្មុគស្មាញទេគឺយើងអង្គុយរៀនយកបើកទូរស័ព្ទឬក៏បើក iPad ឬក៏បើកកុំព្យូទ័រមកយករៀនបានហើយណាហើយវាមានភាពងាយស្រួលហើយកាលណាបងប្អូនចេះពីរៀនរបៀបនេះពេលបងទៅធ្វើការងារអីពេលអនាគតទៅគឺនឹងចេះដូចគ្នាមានថានឹងយកកម្មវិធីឬក៏យករបៀបក្នុងការដំណងនេះទៅធ្វើការងារផ្សេងទៀតបានណាហើយនេះជាសញ្ញាបត្ររបស់គ្រូបាទសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតគណិតវិទ្យាហើយនេះជាសញ្ញាបត្រគ្រូហើយនេះជាសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្របាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនគូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើចង់ដំណើរនងរៀនអាចដំណើរនងតាមលេខទូរស័ព្ទ02 357 9499បាទ016 93 89ណាអាចដំណើរនងលេខទាំងអស់នឹងបានដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមអរគុណច្រើនបាទ